Ok, xin chào anh em đang xem kênh Đồ Chơi Điện. Anh em nhớ uống 2 lít nước mỗi ngày nhá. Thời gian vừa rồi mình nhận thấy là có một cái làn sóng bàn phím cơ giá rẻ, càng ngày càng rẻ, càng ngày càng rẻ. Thực ra là cũng càng ngày càng ngon nữa. Đấy, rẻ và ngon. Không hiểu sao từ bao giờ hai thứ này nó lại đi đôi với nhau anh em ạ. Cũng không dài dòng gì nữa, đó chính là chiếc DU EK75 này. Mình phải nói là mình cũng thấy dần dần trên mạng. Và như anh em có xem kênh của mình thì anh em cũng biết là mình cứ toàn phải đi mua phím về để mà review. Thế nên là rất mong anh em subscribe để kênh của mình phát triển hơn và mình sẽ có thêm nhiều phím review cho anh em nhá. Em này thực ra là mình lấy về shop của mình để mình bán. Tại sao mình lấy về? Thực sự là em ý là một em bàn phím đạt được những cái tiêu chí mà mình nói luôn là ngon, bổ và rẻ. Chúng ta có một em layout 75% full nhựa. Ok, không có gì là bất ngờ cả. Bất ngờ một tí nữa là cái giá của em ý này. LED ở đây mình có thể nhìn qua thì nó không phải là LED RGB, LED đơn anh em nhá. Nghĩa là mỗi một cái socket, mỗi một phím nó là đi với một màu cố định rồi. Gì đây? Chúng ta lại có núm. Gì đây? Chúng ta lại có đèn viền. Chúng ta có thể nhìn rõ từng bóng đây. Đấy, bóng này, bóng này, bóng này. Nó không được gọi là 16 triệu màu RGB gì đấy. Tuy nhiên là đối với một cái người mà không quá quan tâm về LED như mình thì thực ra là mình cũng thường tắt đi thôi. Về cái build phun nhựa này cũng khá là cứng, khá là chắc chắn. Trừ phi là anh em mang ra chọi thằng nào đấy thì may ra là nó bung ra thôi. Chúng ta hãy cùng xem cái keycap đi. Nó là một cái chất liệu keycap xuyên LED. Mình sẽ thử xem, anh em chờ mình một chút nhá. Tuy là có một cái bề mặt hoàn thiện nhám, nhưng mình không nghĩ đây là keycap PBT anh em ạ. ABS double shot anh em nhá. Đấy, ở trong thì là đổ một lớp mà mình nghĩ là polycarbonate thì nó sẽ xuyên LED. Về cái độ hoàn thiện của keycap thì mình đánh giá nó chưa được quá cao. Anh em có thể thấy những cái chữ như là enter này, chữ cái nó không được quá sắc nét, và khi mà xuyên LED qua thì chúng ta nhìn càng rõ hơn. Đấy, hoặc là như back đây cũng vậy, thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự đồng đều trong nét chữ. Đó, như chữ E ở trên chữ Dell này. Đấy, chúng ta sẽ không thấy được cái sự đồng đều đó. Núm vặn này thì nó chỉ là núm nhựa thôi. Nó phục vụ đủ cái nhu cầu. Trên một cái con kit nhựa thì nó cũng rất là hài hòa. Có rất là nhiều step. Mỗi step thì nó sẽ tắc tai, nó khực một cái. Đây, và volume của mình đang thay đổi đây. Đó, ấn xuống thì là mute. Rất là đơn giản. Ngó qua một chút về những cái thông số của em ý. Một em mạch hàn ngược, LED đơn 1-1. Dường như đó là những cái gì mà cực kỳ đơn giản và không có nổi trội gì, đúng không anh em? Tuy nhiên ấy, chúng ta phải đặt vào một cái bối cảnh. Đó là giá của em ý là gì? Giá của em ý trên thị trường bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng hơn 500.000. Hơn 500.000 cho một em phím 75% anh em. Có núm, có LED. Vậy thì chúng ta còn đòi hỏi điều gì nữa nhỉ? Dù là giá như thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn cần một cái bàn phím nó gõ êm, gõ hay, và gõ trong thời gian dài, nó không khiến cho tôi cảm thấy ức chế, đúng không? Đó là những gì mà anh em đang nghĩ. Nếu như đúng như thế, anh em comment xuống dưới cho mình nhé. Vậy thì nếu đúng như thế, chúng ta hãy cùng đi đến cái phần sound test, xem là em này sẽ thể hiện như thế nào anh em nhé. Mình hy vọng là anh em có tai nghe hoặc là anh em có loa để anh em đeo vào, vì thực sự cái phần này đối với mình nó là một thứ rất ấn tượng và nó là cái yếu tố chốt hạ để mình đến với em ý.
Thực sự là mình quá bất ngờ khi mà một em phím phun nhựa nhìn qua chất lượng keycap ở ấn tượng đầu tiên thì không quá là ấn tượng. Tất cả mọi thứ trông rất là bình thường. Thế nhưng Start Preview đã khá là ok rồi, mình phải nói từ khá là ok. Mình sẽ cho anh em xem cận cảnh. Đây, em Space này. Đó, đây mình sẽ để một cái góc nghiêng ra. Chúng ta cùng xem. Khi mà mình chạm vào. Ồ, thế anh em thấy không có tích nha, không có tích. Không có tích. Đó, có chăng là chúng ta có một chút rattle. Đó, chúng ta có một chút rattle ở đây. Nhưng không tích anh em nhá. Và gõ này, anh em nghe này. Có một chút lạo xạo nhẹ do rattle, nhưng mà rất nhẹ thôi. Ồ, những stab ngắn thì sao? Những stab ngắn mình phải nói thật là khá cứng. Ồ, anh em nhìn này. Sờ hai bên không thấy lung lay mấy. Khá là ok từ trái qua phải. Mình chưa nhận thấy việc có tích ở trong những cái em stab này. Ôi, em ship này thì lại còn khá cứng nữa luôn anh em. Anh em thấy như nào? Mình phải nói đây là một cái option mà phổ cập phím cơ rồi. Hơn 500.000 thôi. Anh em nào ngày mai mà vẫn còn đang dùng phím cao su ấy, hãy gọi ngay vào số Zalo của mình để lấy ngay một em này về, biết ngay bàn phím cơ nó là như nào. Vì bây giờ bàn phím cơ nó đã quá là dễ gần rồi. Ôi trời ơi, về cái cảm giác gõ ấy, nó phải nói là khá mượt. Em này thì được trang bị một PCB mạch hàn, nghĩa là chúng ta sẽ không thay switch được. Nhưng điều đấy anh em đừng có quá băn khoăn. Vì sao? Mình đã mua thêm ở đây một hộp switch của em này, chính là Daewoo Dream Switch. Nó là switch linear. Một hộp 45 chiếc này anh em, có giá đâu đấy gần 300 thì phải, mình không nhớ lắm. Đó, thì anh em hãy nhìn đây. Đây chính là em switch được trang bị ở dưới bàn phím này. 45 em đã có giá là gần 300.000 rồi. Vậy mà nguyên một em phím này 75% mình chưa đếm, nhưng mà mình cứ cho là khoảng 80 nút đi. Khoảng 80 nút. Đấy, là 80 em switch này mà chúng ta chỉ có giá là hơn 500.000. Mình nghĩ đây là cái một cái kèo khá là hời, khá là hợp lý. Khi mà Daewoo trang bị một cái switch khá ngon cho một em bàn phím giá rẻ như thế này. Đây, mình muốn anh em hãy cùng nhìn gần vào với mình. Đó. Em ấy có một cái cảm giác gõ khá là trơn và mềm mại. Nếu như mà là một người kỹ tính thì có thể nghe thấy là vẫn còn sạc. Đó, cái tiếng top out cũng khá là đanh đấy nha anh em. Em này thì không phải là chân stem dài, em này stem bình thường thôi. Đó. Mình có thể so sánh em này với Cream Yellow của Akko. Tuy nhiên là chúng ta đều biết là Cream Yellow thì nó được trang bị ở những em phím mà giá dao động vào khoảng 1 triệu. Đấy, thì ở đây là chỉ hơn 500.000 thôi. Chúng ta đã có em Dream Switch này ở trên một cái bàn phím EK75 khá là ok. Đó, dưới cái khung gầm của em ý thì chúng ta có plate polycarbonate gasket mount nha anh em. Gasket mount. Thật sự thì cái trend gasket mount bây giờ nó đang khá là thịnh hành. Chúng ta cũng không cần quá về suy nghĩ về cái kết cấu bên trong. Với cái âm thanh như của em này thì chắc chắn là bên trong chúng ta đã có khá khá xốp và foam rồi. Em này thì không dành cho những người mà thích custom. Cùng lắm là bạn có thể thay được keycap. Còn nếu mà muốn thay switch ấy, thì phải giã hàn. Nó không quá là tiện lợi. Chốt lại, đó là với hơn 500.000 thì mình cũng chưa biết phải bình luận gì về em này. Một em phím quá ngon, bổ rẻ. Và mình hy vọng việc mà mình đem sản phẩm này về đồ chơi điện sẽ giúp cho anh em
có thể phổ cập được phím cơ, không còn phải những ngày tháng gõ bàn phím cao su cứ nhâm nhớp nữa rồi. Dayu là một thương hiệu được phân phối chính hãng ở Việt Nam và chúng ta không cần quan tâm đến cái vấn đề bảo hành và hỏng hóc khi mà chúng ta được Dayu bao 12 tháng bảo hành. Đó là một cái đặc điểm rất quan trọng nha anh em, vì mình cũng là một người bán bàn phím nên mình hiểu được cái câu chuyện bảo hành đối với những bàn phím mà sách tay từ nước ngoài về là gần như không có. Cùng lắm là chỉ có cái bảo hành trách nhiệm của cửa hàng trong một thời gian ngắn đầu tiên, 1-2 tháng đầu tiên khi mà anh em mua thôi. Cái việc mà lựa chọn bàn phím chính hãng trước giờ nó vẫn là một cái ưu tiên hơn, tuy nhiên giá của nó thì không phải là quá dễ chịu. Thế nhưng Dayu đã phá bỏ cái định kiến đấy và đem đến cho chúng ta một em phím chính hãng bảo hành 12 tháng với cái giá chỉ có hơn 500.000, và chúng ta có cảm giác gõ và âm thanh cực kỳ ok. Vậy là hết rồi, không còn gì để mà nói thêm về em ý nữa. Có chăng đó là bật mí cho anh em biết tất cả những cái điểm yếu của EK75 mà mình đã nói, không có hot swap này, led đơn này, keycap hoàn thiện chưa được quá tốt này, và chỉ có một mốt cắm dây thôi này, thì tất cả những cái điểm đấy ấy, chúng ta có thể khắc phục được ở em EK75 Pro. Tuy nhiên nếu anh em muốn xem em này thì anh em hãy subscribe kênh của mình để mình ra tiếp video tiếp theo dành cho EK75 Pro anh em nhé. Bye bye. Nãy giờ cứ nói giá rẻ mà mình quên mất một cái điều quan trọng. Đấy là giá rẻ thì là bao nhiêu. Thì thực ra là mình cũng chưa biết là bao nhiêu thì nó sẽ hợp lý. Tuy nhiên là với trang chủ của Dayu Official Store đang bán là 565.000. Vậy thì mình sẽ chơi lớn luôn đi anh em, 560.000 thôi. Chơi luôn. chơi lớn mà giảm tận 5.000. Ok anh em, nếu như anh em quan tâm đến em này thì hãy tìm xuống Zalo của mình ở phía bên dưới nhá. Bye bye.